Xin chào toàn thể quý vị. Minh Dũng cho Trăng Bạch Tạng ăn mồi, ăn đầu gà, cổ gà. Sáng nay thứ Sáu 28 tháng 6 2024, Trăng Bạch Tạng ăn đầu cổ gà. Để trong một cái khay bằng đá ba cái đầu cổ gà. Rồi, chuẩn bị Trăng Bạch Tạng đánh hơi lẹ lẹ cái lưỡi, đánh hơi rồi bò tới miếng mồi thơm là đầu cổ gà. Mô vô rất nhẹ nhàng, từ tốn, xác định đúng vị trí miếng mồi ở đâu rồi. Trăng Bạch Tạng há hàm ra gấp nhẹ nhàng. Kéo cái đầu cổ gà về sát phần cổ, phần thân. Rồi coi cái thế ăn thế nào đây. Tựa vào cổ. Rồi hay quá, kinh nghiệm quá. Hả hả cao lên để cho cái đầu cổ gà nó dễ vô hơn. Chuông rộng rãi, chuông trăng rộng rãi, sẽ để đầu cổ gà trong cái khay đá, vì là cái song sắt phần dưới á, nếu mà để đầu cổ gà miếng mồi đó thì nhiều lúc trăng gấp mồi dướng cái hàm hàm răng dưới của trăng với cái khe đó, là để trong cái khay bằng đá luôn. Cái khay đó giao lưu từ ngoài Thanh Hóa đá ngoài đó, nghệ nhân tạo sẵn một cái khay đá như vậy. Thế hay quá, hơn nhau cái thế. Đó, bằng cổ bằng thân, làm sao mà đưa cho cái miếng mồi vô cổ họng dễ nhất. Khi nào một tuần hoặc 10 ngày là cho ăn một lần, mà đôi lúc cũng một tuần hay 10 ngày cho Trăng ăn, Trăng cũng chưa chắc là phải ăn, tại vì nó chưa đói là thứ nhất. Thứ hai, trong thời gian nó ủ mình nó chuẩn bị, thời gian nó hơi uể oải nên là nó không muốn ăn. Khi nó không muốn ăn á, bỏ mồi vô cái đĩa đá đó, đầu cổ gà thịt gì đó, nó không muốn ăn thì nó cũng chẳng thèm đánh hơi, nó tới nó không quan tâm đến là mình biết. Chừng vài phút 3 phút mà nó không tới, nó mồi thì gấp ra cho chế khác ăn. Trời ơi, có cái đầu cổ gà mà ăn lâu thế. Rồi xuống rồi, xuống rồi đấy, xuống xuống cái phần hàm dưới rồi đó. Anh lấy cái thế là hàm trên, anh tựa vô cái thân 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 của ảnh, phần dưới đưa cái miếng mồi vô. Thông minh khôn, xoay một vòng qua nữa là sẽ cái miếng mồi sẽ gần sát vô cái hàm hơn nè. Trăng to khỏe. Một mình tự xử nha, không có cần quyền trợ giúp. Phần bụng trắng đẹp, căng da mập mạp to khỏe. Gì đâu mà có cái đầu cổ gà mà làm khó khăn thế. Nếu mà nó gấp ban đầu á, gấp cái phần đầu đi một cái đường thẳng xuống cổ họng như cái hàm á thì rất là dễ, rất là nhanh. Còn mà nó hạ hàm mà nó gấp không không trọng tâm cái đầu gà theo cái phần xuôi vô là nó ăn như thế này, nó bị lâu vậy. Cho Trăng ăn rồi để nước cho Trăng uống, rồi để một thau nước
to trong chuồng cho chăn vô tắm. Chuồng rộng rãi để cho chiều dài của chăn nó bò đi thoải mái, và nó khoanh tròn nó nằm nghỉ cũng 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 rộng rãi. Rồi nói chưa kịp cái quay qua là thấy là miếng mồi đã xuống tới hàm, xuống tới cổ. Cái phần bụng đẹp quá, trắng ửng lên. Chăn cái, cái đuôi cục mập ra, chúng ta nhận biết chăn cái với chăn đực chưa đó? Chăn đực cái phần phần chóp cuối của đuôi nó dài hơn, nó thon ra, còn chăn cái nó ngắn lại. Rồi xong, một cái đầu cổ gà. Suy nghĩ, nghỉ ngơi tí, giải lao. Sửa cái phần cổ lại đã. Đúng rồi. Đấy, ưỡn cái mình lên rồi. Đấy. Lật lại cái mình lại. Đúng rồi. Cái cổ ra lúc cái đầu chui quá. Tiếp tục ăn mồi. Hay quá. Mập tròn cái phần đuôi nó ngấn, có một cái ngấn có cái đuôi cục lên. Quý vị biết khoảng bao nhiêu ký không? Rồi. Nhắm thẳng mà tiến tới. Thế là còn ăn nữa. Chậm rãi từ từ, miếng mồi cũng như đánh hơi, đánh đánh hơi, đánh hơi, le lưỡi thôi, le lưỡi đánh hơi coi mùi, mùi gà ở vị trí nào. Xác định được vị trí rồi, thẳng tới. Rồi biết rồi, biết rồi á. Rất là dễ vậy đó. Cái đầu cổ gà có thể một lần bỏ 5-7 cái cũng được. Này, đầu cổ gà to à, cái đầu cổ gà này á, là Minh Dũng chặt cái mỏ nó đi, chặt cái mỏ cho nó khỏi bị xước. Và thứ hai là có cái đầu cổ gà này, cái đầu gà nó có cái mòng to lắm, chặt luôn cái mòng ra cho nó dễ ăn luôn. Rồi bên tả hay bên hữu, bên nào trước, bên nào gần hơn, bên nào? Rồi nhẹ nhàng, không phải tấp mạnh gì hết, xác định đúng vị trí rồi, hả cái hàm ra nhẹ nhàng gấp miếng mồi. Cái thế anh nha, anh quay cái đầu lại, đưa cái cổ gà vô cái cổ thân, phần thân á, đầu anh xoay, anh ép cho coi, anh ép cái phần phần cổ nó vô vô cái hàm dưới này nha. Chăn này, chăn lớn này nên kinh nghiệm ăn đầu cổ gà lắm. Gấp đúng cái phần đầu gà này thì ăn mồi rất là nhanh, sạch đẹp, màu da đẹp. Tắm này Minh Dũng cũng đôi lúc cũng xịt nước nên da nó sạch đẹp vậy, thấy chưa? Anh lấy đúng luôn, tựa cái cổ gà vô cái phần thân ngay cổ, rồi xuống, rồi nhìn dễ dàng quá. Cặp mắt rất hiền từ, trên trên phần đầu có hai cái nhô lên to. Một nốt nhạc, một nốt nhạc đã xong. Ngước ngước đầu cao lên nữa là miếng mồi xuống thôi. Đúng rồi, ngước lên, ngước lên. Hai em, còn một em có ăn nữa không? Đấy, ngu ngu cong cái phần cổ cho miếng mồi tuột xuống
thân mình tụt xuống bụng, còn le lưỡi là còn ăn nữa cho biết, còn le lưỡi là còn cần cần đánh mồi ăn nữa, cần cần không, nếu không ăn nữa là quay trở về để uống nước rồi nằm, còn le lưỡi là còn còn thèm ăn. Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ giùm, à đang chạy đúng rồi, đang chạy xuống đấy, đang chạy xuống chỗ phần to ra đó. Rồi tới luôn, nhẹ nhàng luôn, thật là nhẹ, rất là dễ. Trăng này thì ăn miếng mồi người to thì mới vừa, còn này được quá dễ dàng ăn. Chất lượng thịt, thịt không sạch sẽ nữa. Cái thế này gấp được rồi là quay đầu lại, đưa miếng mồi tựa vô cổ, vô phần thân để cho nó có thêm một cái chiều thẳng. Cái chiều thẳng xong rồi hả, ngước cao lên, hả hàm lên rồi nha. Đó. Nhanh quá, chỉ có miếng mồi đầu tiên là hơi bị lâu, ở thề cái lưỡi à, cái lưỡi anh á. Còn hai miếng miếng sau này ăn đúng thế. Hay quá. Trên đầu phần nhô ra thấy đầy đặn. Đấy, đấy. Nhũng quay sát xíu nè, da đẹp. Từ tốn. Rồi, ngước cổ lên cái là cái cổ, phần cổ gà rút, cái cong cong cái cổ, cái cổ cong cong cái mình to to, đó là trăng bạch tạng. Trăng cái chưa đẻ lứa nào, năm thứ hai khoảng 40 kg, dài khoảng 3,1 m tới 3,2 m đấy. Phần phần bụng ảnh trắng lên đẹp, thân dài xuống, lưng đôi, chính giữa lưng có cái đường sống luôn, lưng đôi đó, chân cái là cái đuôi nó vậy đó, ưỡn ra đẹp quá. Rồi kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết.